được thưởng thức chất âm rất là ngọt ngào và sự thể hiện chi tiết của cặp loa khủng long bạo chúa đến từ Mỹ với cặp loa JBL Model 4771A đến từ California, Mỹ. Với cấu hình được thiết kế có trọng lượng nặng tới 1 tạ 3, hai mắt siêu trầm 40 và quả kèn khủng hoảng trên cặp loa vô địch ở phân khúc hai mắt sub 40 hoàn toàn chưa tìm thấy đối thủ. Chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những cái vũ trưởng đích thực trước mặt, sở hữu chất âm cho chơi đa thể loại nhạc và thập cẩm những căn phòng khách từ 50 tới một vài trăm mét vuông, hay các nhà hàng, quán bar, hay các vũ trường, hoặc thậm chí là những sân khấu lớn cho cặp loa có cấu hình khủng này. Với chiều cao cả chân lên tới 1m35, ngang 75cm. Đó, quý vị thấy rằng chiều ngang 75 và sâu tới 53,5cm, nặng 2 tạ 3. Mời anh em cùng mang tai phone và chúng ta cùng trải nghiệm chất âm của gã khủng long đến từ California, Mỹ. Thể hiện cực kỳ là chi tiết. Với chất âm thì karaoke có nãy rằng chúng ta miễn bàn luận rồi, đây là model chuyên nghiệp rồi và uy lực hoàn toàn chưa tìm thấy đối thủ ở phân khúc hai bát số 40 đó. Và đồng thời khi mà thưởng thức đoạn nhạc đầu tiên thì quý vị có thể thấy được rằng khi mà thưởng thức nhạc bolero hay trữ tình thì nó cực kỳ là phê. Mời anh em cùng nghe và chúng ta cùng ngắm nhìn lại phần cấu hình của JBL 47. Cảm nhận thấy không ạ? Chỉ cần nhích cái volume một chút thôi, có thể nói rằng một số tường hàng xóm thì đã phải rung lên bần bật rồi. Với công lực của cặp loa chưa có đối thủ ở phân khúc 23-40, chúng ta cùng ngắm nhìn lại cặp loa khá là hiếm ở thị trường trong nước. Được thiết kế với phần thùng gỗ bạch dương sang trọng và siêu bền trên cặp JBL 4771A đến từ California, Mỹ. Phong cách và đẳng cấp của người Mỹ hoàn toàn khác biệt. Sở hữu chiều cao cả chân 1m35, ngang 75cm và sâu tới 53,5, nặng tới 2 tạ 3 trước máy quay cho cặp JBL 4771A. Với công suất trung bình ở ngưỡng trung bình thì cặp loa này nó sở hữu 2400W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy dao động từ 101 tới 133 dB. Đó là qua khủng, chơi đa thể loại nhạc, trữ tình hay bolero thì phê nòi luôn rồi ạ. Còn với sàn hay remix thì nó là vũ trường đích thực luôn rồi. Với karaoke thì có lẽ rằng anh em thấy cấu hình này thì như 4733 hay là một số cái model, kể cả thậm chí tôi đã bán cặp JBL 3218-6 một bát 50 thì hoàn toàn không có cửa gì mà địch lại được với 4771, bởi vì nó lên tới đầu 47 rồi ạ. Với thiết kế 5 tuyến loa đắt giá và khủng nhất hãng trên cặp 4771A, chúng ta cùng ngắm nhìn phần bên dưới là hai quả bát siêu trầm đường kính 40cm, gân xếp tẩm dầu, xương đúc và từ lớn tới 22, côn 100. Đó, ba cái ống hơi đường kính phi 110 cho mỗi ống hơi thở về mặt trước. Chúng ta có thể thấy ngay là cái vũ trường đang nằm trước mặt. Một cái vũ trường đích thực với chất âm chuyên nghiệp.
Ở đây thì khi test những đoạn nhạc này, mặc dù bass tôi đã giảm xuống coi như là hết trầm rồi, mà quý vị thấy rằng nó đánh vẫn được khủng khiếp. Trầm của nó vẫn là rất là mạnh, rung hết cả nhà. Không riêng rung gì cả căn phòng này đâu ạ, mà tường nhiều ông hàng xóm thì đang phải rung lên bần bật với nó rồi, không thể đứng im được nữa. Đẳng cấp chưa ạ? Hai bát súp 40 từ 22 côn 100 cân xếp tẩm dầu, bê nguyên một quả bát súp này nặng nệ khệ, ba cái ống hơi phi 110 cho 4771A. Phần bên trên chúng ta cùng ngắm nhìn, đây là một quả trung can siêu khủng với đường kính họng 50 x 30, củ của nó lớn tới 22 phân. Một người vác nguyên một cái càn này thì biết chất luôn rồi. Càn này thì không phải để dọa đâu, mà để lấy trung âm. Quý vị thấy được độ phê của nó là miễn bàn luận. Đó, chơi củ 22 dòng khủng nhất hãng và đắt giá nhất hãng. Hai chiếc kèn tai voi, những model nổi tiếng của JBL được trưng dụng trên cặp loa 4771A. Như vậy chúng ta có thể thấy được cấu hình của cặp loa khủng long bạo chúa đẹp long lanh trước bay qua. Với phần thông số ấn tượng, chơi đa thể loại nhạc từ tiết tấu chậm rãi cho tới các dòng nhạc nhanh và mạnh và karaoke chuyên nghiệp. Đẳng cấp và sự thể hiện của người Mỹ hoàn toàn chưa tìm thấy đối thủ ở phân khúc 2 bát súp 40. Các dòng như 4733X hoàn toàn không so đọ, không có cửa so đọ. Từ phần thiết kế thùng loa cho tới các tuyến loa, chúng ta thấy rằng sự khác biệt của những model khủng nhất hãng và giá trị đích thực của cặp loa này, chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy câu trả lời trong đoạn clip này. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất là nhiều những thiết bị audio nữa mà tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Chúng ta cùng mang tai phone và cùng thưởng thức những vũ điệu âm nhạc và sự thể hiện chính xác tuyệt đối và mạnh vô địch của JBL 4771A.